sáu anh chị mình nói về cái system đó, thành ra đây là một trong những cái đề tài mà mình nghĩ là ít nhất một lần một tuần đó mình nói về cái cách như thế nào để vận hành cái hệ thống. Tại vì mấy anh chị cũng biết đó là cái vấn đề mình đi bán một cái sản phẩm đó thì cái chuyện đó nó bình thường này. Mấy anh chị nhìn một cái sản phẩm nó thấy nó hay đó, và mình hay có khuynh hướng đó mấy anh chị. Mình thấy cái Galvanic Spa hay là mình thấy cái hũ True Face hay mình thấy cái A-Slot Vitality, mấy anh chị sẽ nghĩ ngay tới cái vấn đề là à, mình có khách hàng cho cái product này. Và đó là một số mấy anh chị mình join cái business. Nhưng mà sau đó đó mấy anh chị, mình đi bán cái product. Và cái đó nó cho mấy anh chị thấy là nó không phải đúng cái chuyện mình làm. Cái chuyện mình làm đó không phải là mình bán mấy anh chị, mà nhiều người liệu người ta có làm tương tự như vậy hay không đó. Cái đó nó đòi hỏi một cái system. Thành ra đó mấy anh chị biết là một trong những lý do rất nhiều người fail ở trong cái business đó, không phải là vì người ta fail một phần đó, nhưng mà người ta quit, mình hay nói là người ta quit quá sớm, người ta bỏ cuộc quá sớm, là cái đó là một cái lý do mà nó đưa tới thất bại. Nhưng mà phần lớn đó mấy anh chị, khi mà người ta không đạt được cái kết quả đó thì người ta bỏ. Bây giờ mình có nói gì thì nói, người ta nghĩ là người ta đã không đạt được kết quả trong vòng 3 tháng, 6 tháng vừa rồi, thành ra người ta bỏ. Và đó là lý do tại sao có thể nói 80, 90, 95 hay là thậm chí cái tỷ lệ nó cao hơn nữa, nên những người người ta bỏ cuộc ở network marketing là tại vì người ta có cái suy nghĩ, có cái tư duy của một người đi bán hàng. Người ta thấy có cái product quá hay, người ta quá mê cái product và người ta nghĩ ngay tới cái chuyện người ta bán. Đặc biệt là một số mấy anh chị có cái background đó, đã từng làm ở trong cái ngành buôn bán mấy anh chị. Ví dụ như mấy anh chị bán bảo hiểm, mấy anh chị bán về địa ốc, môi giới địa ốc. Hay là mấy anh chị có một cái tiệm, tiệm nail, tiệm tóc, tiệm gift shop, hay là một cái tiệm bán lẻ, hay là cây xăng, hay là cái gì đó. Cũng giống như anh Bốn có cây xăng ở Alabama, một số mấy anh chị có tiệm nail, một số mấy anh chị làm ngành nghề khác nhau, bảo hiểm có, real estate có đó mấy anh chị. Mình quen đó, mình được huấn luyện biết bao nhiêu năm để bán cái product, mình được dự những cái buổi seminar rất đắt tiền, để người ta chỉ mình cái cách làm sao chốt được cái hợp đồng, cách làm sao close được cái sale, cách làm sao để mà thuyết phục người khác, cách làm sao để ảnh hưởng tới cái sự quyết định của hai vợ chồng. Thậm chí có những cái training nó dạy cho mình đó, khi mà ngồi vào bàn mình phải ngồi ở góc nào, mình phải nói như thế nào, mình phải nhìn vào mắt người ta ra làm sao, mình phải bẻ tay, mình phải làm đủ trò đó để làm sao mà người ta mua cái product của mình. Thành ra những cái kiến thức như vậy, những cái kỹ năng như vậy, những cái điều mà mấy chị học hỏi đó, khi áp dụng mà network marketing đó, nó không có đúng. Và đó là lý do tại sao nếu không được hiểu rõ đó, một số mấy chị vẫn có thể nói là mình thất bại trong cái business. Nhưng mà thật tế ra đó mấy anh chị, nó không có khó. Nó đơn giản như là cái tựa mà mình muốn giới thiệu với mấy anh chị hôm nay đó. Nó đơn giản như đang giỡn, người Việt mình hay có cái câu đó. Nhiều khi mình giỡn đó nhưng mà mấy anh chị không biết. Đơn giản như đang giỡn, mấy anh chị ha. Thật ra một trong những cái ý mà mình muốn mấy anh chị hiểu khi mà trước khi mình bắt đầu cái bài presentation bữa hôm nay đó, là mấy anh chị nghe cái bài nói chuyện bữa hôm nay và mấy anh chị lấy bớt ra. Cái bài hôm nay đó nó không chỉ mấy anh chị về những kỹ năng, nó không giúp mấy anh chị có thêm một số kiến thức nào mấy anh chị. Thành ra đó mấy anh chị không nên nhét thêm vào. Nhưng mà mình đề nghị là trong vòng 30-45 phút tới đó, mấy anh chị nghe và mấy anh chị lấy ra những cái gì đó mà mấy anh chị nghĩ là nó không cần thiết hoặc là nó không có đúng đắn lắm đó. Nó nằm sẵn ở trong đầu mình, nó nằm sẵn ở trong cái suy nghĩ của mình. Và thậm chí nhiều khi nó nằm sâu ở trong cái tiềm thức của mình. Mình mong là mấy anh chị nên lấy nó ra. Mình nghe nhưng mà lấy nó ra mấy anh chị. Cái độc đáo của network marketing và những người thành công đó là người ta theo những cái nguyên tắc rất đơn giản. Đơn giản tới cái độ như đang dưỡng vậy. Thành ra cái đó là cái mục đích của cái bài nói chuyện bữa hôm nay. Một trong những cái chữ ở đây đó mấy anh chị cũng cần ghi xuống đây ha. Mình sẽ làm cái bản copy đó rồi mấy anh chị có thể xem. Ở trong này người ta nói là có kết quả không đó mấy anh chị cũng chưa đủ. Mà liệu cái việc anh hay chị làm đó nhiều người khác có thể bắt chước được hay không đó, thì cái đó mới là cái quan trọng. Thành ra đó, một số mấy tiệm nail, đặc biệt là một số mấy anh chị có tiệm đó, mấy anh chị bán được, có thể mỗi tháng mấy anh chị bán được 2.000, 3.000 cái GSV. Cái circle group của mấy anh chị có thể carry khoảng chừng 3.000, 5.000. Thậm chí có một vài circle group có thể carry khoảng chừng 10 hay là 20.000 mấy anh chị. Và đối với mấy anh chị đó,
thì cái chuyện mà người khác đang chật vật 2-3 ngàn, tôi làm được một cái circle group của tôi bằng cách bán trong tiệm 10 ngàn, 20 ngàn, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi thỏa mãn thôi. Thành ra đó, dĩ nhiên là cái này mình cũng nói trước đó mấy chị, cái ước vọng và cái mục tiêu, cái mục đích khi làm business này có mỗi người mỗi khác nhau đó. Mình không nói tới vấn đề một số mấy anh chị mà muốn muốn có làm thêm part-time income 500-700 tháng thì cái chuyện đó mình không nói ha. Đây mình muốn nói với một số mấy anh chị mà có cái ước vọng cao đó, tức là mình muốn qua cái cơ hội này mình có thể mình xây dựng cả một cái hệ thống khắp mọi nơi, có cái lợi tức không giới hạn đó. Cái đó là cái mà mình muốn nhắn gửi với mấy anh chị trong cái bài hôm nay đó. Thành ra khi mà mấy anh chị làm cái gì có kết quả, mấy anh chị nên suy nghĩ lại. Vì cái chuyện đó nó không quan trọng mấy anh chị. Nó quan trọng và mấy anh chị phải tự hỏi mình này. Cái liệu mình, chuyện mình làm đó có duplicate được không? Người khác có bắt chước được không mấy anh chị? Cái đó mới là cái quan trọng. Cũng giống như một số mấy anh chị nói là em đang nghĩ tới vấn đề quảng cáo nơi báo. Hay là chị đang nghĩ tới vấn đề là mình làm cái billboard ở cái ngã tư nào đó. Hay là mình sẽ quảng cáo nơi cái xe truck chạy vòng ở San Jose chẳng hạn. Hay là có nhiều hình thức để quảng cáo khác nhau đó, là tại vì phải quảng cáo thì mới có khách hàng. Thì nếu mà nói về kết quả đó mấy anh chị, thì đúng như vậy đó. Mấy anh chị, dĩ nhiên là mấy anh chị quảng cáo thì có khách hàng của mình. Thì dĩ nhiên mấy anh chị cũng làm được ra tiền đó mấy anh chị. Nhưng mà cái message mình muốn nhấn mạnh lại thêm một lần nữa tối hôm nay cho những anh chị nào mà có ước vọng cao đó. Cái vấn đề không phải là có kết quả hay không, mà mấy anh chị phải luôn luôn tự hỏi mình đó, liệu chuyện mình làm người khác có làm được không? Hay là chỉ có một mình có đủ tiền 5-7 ngàn để mà mình quảng cáo và người khác sẽ không làm được chuyện đó? Hay là mình có thể quảng cáo nơi mấy cái salon chạy vòng San Jose nhưng mà không ai cũng có thể làm được chuyện đó mấy anh chị? Thành ra mấy anh chị nhớ cái statement này nha. Cái tiếng Anh nha, người ta nói là it doesn't matter what works, it only matters what duplicates. Thành ra cái này là cái giống như là, để không biết mình muốn dùng cái chữ gì, nó giống như nằm ở trong cái Bible của network marketing. It doesn't matter what works, it only matters what duplicates. Cái này là cái quan trọng anh chị. Thành ra mình trở lại cái slide hồi nãy đó, có kết quả cũng chưa đủ, mà liệu việc anh làm đó, hay chị làm đó, nhiều người khác có thể bắt chước được không mới là cái quan trọng. Một trong những cái keyword đó anh chị là nhiều nha, nhiều người khác chứ không phải một người khác, hai người bắt chước không nó cũng đủ anh chị. Mà phải nhiều người khác có thể bắt chước được hay không đó mới quan trọng. Thành ra mình đề nghị trong tất cả các chuyện mấy anh mấy chị đang làm đó, mấy anh chị phải thử hoặc nghĩ lại liệu mình có người khác có bắt chước được không. Cũng giống như một số mấy anh chị có thể ra tiệm nail supply đứng nói chuyện với khách hàng vì có thể làm được cái show đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái đó nó chỉ có tính cách tạm thời đó mấy anh chị. Có thể là trong một giai đoạn nào đó để mấy anh chị có thể có thêm một số người mình sponsor thêm đó. Nhưng mà về lâu về dài đó mấy anh chị, chuyện đó không phải ai cũng làm được. Hay là một số mấy anh chị có thể bước vào tiệm nail, có thể là tổ chức 5-3 anh gì đó đi rồi mình mở cửa, mình mở tiệm nail, mình bước vào mấy anh chị. Chuyện đó không phải ai cũng có thể làm được. Một số mấy anh chị có thể làm được, có thể tạm thời làm được trong một chốc lát nào đó. Nhưng mà đề nghị với mấy anh chị đó, mình luôn luôn tự vấn mình nữa, tự hỏi mình nữa mấy anh chị. Liệu cái chuyện mình làm người khác có thể bắt chước được không? Cái đó mới là cái quan trọng. Thành ra mình muốn bắt đầu bằng một cái slide mà có thể nói là một trong những cái key nó nằm ở trong tất cả các activity mình, trong tất cả mọi chuyện anh chị. Mình luôn luôn hỏi về cái vấn đề đó, liệu có ai có thể bắt chước được không? Chuyện mình làm có ai có thể làm được không? Chứ nó không tùy thuộc vào cái tài năng anh chị. Tiếng Anh người ta nói là cái này nó không phải là personality driven, nó là system driven. Tức là cái chuyện này nó phải có một cái hệ thống anh chị, nó không theo tài cán, nó không theo tài năng. Và đó là lý do tại sao trường hợp của anh An với anh Tuấn mà mở tiệm phở đó. Hai anh nó mở tiệm phở nhưng mà khi interview mướn người làm phở anh chị, hoàn toàn không muốn mướn những người biết nấu phở hay là biết nấu ăn giỏi, mà chỉ mướn những người biết nấu ăn sơ sơ thôi. Và người ta là những người mà người ta đi theo cái system, người ta bắt chước anh chị. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó là lý do tại sao anh có thể mở nhiều tiệm phở được. Thật ra mấy chị thấy cái duplication, cái đó là cái rất quan trọng. Bây giờ qua cái thứ hai đó, một cái ý khác mấy chị. Không phải nỗ lực của cá nhân anh,
mà sự thành công này có được là nhờ nhiều người, mỗi người làm một vài chuyện đơn giản, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại trong một thời gian dài. Thành ra cái này nó một lần nữa nó giống như là những câu mà nó nằm ở trong Bible, nó nằm ở trong thánh kinh của MLM, nó nằm ở trong kinh thánh của network marketing là gì. Không phải là nỗ lực của cá nhân anh, nó không phải là cái chuyện cái personal effort anh chị ha. Mình luôn luôn mình nghĩ là mình là người bỏ công ra mình làm, cũng giống như ngày hôm nay mình có một số mấy anh chị đi cái Ruby trip đó. Nó có cái nỗ lực cá nhân ở trong đó, nhưng mà không phải là nỗ lực cá nhân nó mang lại cái kết quả mấy anh chị ha. Mà về lâu về dài đó, cái sự thành công có được là nhờ, mấy anh chị nhớ mấy cái chữ chính nha, nhờ nhiều người mấy anh chị, trong đó mỗi người làm một vài chuyện đơn giản thôi, nhưng mà người ta làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ mấy anh chị, cái đó nó mới đưa tới sự thành công. Anh thành ra nói theo tiếng Anh đó, it's not about your effort, our business is about getting a large group of people to do a few simple acts over a consistent period of time. À, cái câu tiếng Anh này, một số anh chị nếu mà không quen đọc tiếng Việt đó, thì có thể đọc câu tiếng Anh này mình hiểu ngay. It's not about cái effort mà gì, không phải là cái nỗ lực của cá nhân đó, mà cái sự thành công này có được là nhờ nhiều người. Mấy anh chị phải luôn luôn nhớ, luôn luôn tâm niệm cái đó nha. Sự thành công của mấy anh chị đó, mấy anh chị là Blue Diamond, là Thiên Mỹ Lý, là $1 million circle, $5 million circle, $20 million circle, cái đó có được đó mấy anh chị, là nhờ nhiều người, mỗi người làm một vài chuyện đơn giản, làm đi làm lại trong một thời gian dài. Thành ra đó, nếu mà mấy anh chị nghĩ là mình vào, mình đi tìm 12 người, 15 người, hay là đặc biệt là trong cộng đồng người Việt mình có cái kỹ nghệ làm nail đó, mấy anh chị nghĩ ồ dễ quá, tôi tìm 15 cái tiệm nail, xong cái rồi mỗi người, mỗi tiệm mới vô mua 4.500, mua hàng về để bán, cái mình lên liền, lên Diamond, Blue Diamond hay là Team Elite gì đó mấy anh chị. Nhưng mà mấy anh chị biết làm sao? Nếu mà theo cái câu nằm trong cái Bible của MLM này nè, kinh thánh của MLM này đó, thì người ta nói là sự thành công này có được là nhờ ở nhiều người mấy anh chị, mỗi người làm một vài chuyện đơn giản. Vài chuyện đó đơn giản đó là cái gì đó? Đó là một cái chuyện khác mấy anh chị ha, nó nằm ở một cái phần training khác. Và người ta làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ mấy anh chị, cái đó nó mới đưa tới cái sự thành công ở trong network marketing. Chứ không phải mình tìm một số tiệm, mình tìm một số người giỏi và người ta mua cái hàng, người ta bán cái hàng mà anh chị. Nó không nằm ở chỗ đó. Có thể mà anh chị tìm 200-300, một vài ngàn mỗi tháng, rồi mình an phận đó thì ok, chuyện đó không có gì để nói mà gì ha. Nhưng mà nếu mà anh chị muốn có một cái sự thành công lớn đó, có thể có một cái số tiền rất lớn mỗi tháng để có thể truyền đạt lại, cho có thể truyền, có thể để mình quơ lại cho con cháu sau này đó, thừa hưởng đó, thì cái đó nó cần cái sự góp sức của nhiều người mấy anh chị, mỗi người làm một vài chuyện đơn giản. Mấy anh chị đọc đi đọc lại cái ý này đi, hay là cái ý của tiếng Anh đó, thì mấy anh chị sẽ hiểu ngay. Our business is about getting a large group of people mấy anh chị ha, rồi do a few simple acts thôi, một vài cái gì đó nó rất đơn giản mấy anh chị, nhưng mà sao mấy anh chị, tức là làm over and over and over, tức là mình làm đi làm lại, làm đi làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại trong một cái khoảng thời gian dài. Và cái đó nó gọi là cái system anh chị, cái đó nó gọi là cái hệ thống ha. Và cái đó nó mới đưa tới cái sự thành công. Thành ra đó mình nói ngay cho mấy anh chị, sự thành công ở đây không phải là vì anh đẹp trai. Sự thành công ở đây không phải là chị có cái làn da đẹp đó, thì chị sẽ thành công trong cái business. Sự thành công ở đây không phải là tại vì anh nói giỏi, anh có tài thuyết phục, hay là tại vì anh có cái nhà lớn, anh đi chiếc xe đẹp. Sự thành công không phải ở đây là anh lớn tuổi. Sự thành công ở đây không phải là anh trẻ tuổi. Sự thành công ở đây nó không nằm ở yếu tố cá nhân anh chị, mà nó nằm ở cái yếu tố là mình phải có nhiều người, trong đó mỗi người người ta làm một vài chuyện gì đó đơn giản, và những cái chuyện đó nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Đó, thành ra cái ý là như vậy mấy anh chị. Và mình mong là nếu mấy anh chị chỉ cần qua hai cái slide hồi nãy thôi, hồi nãy giờ đó mấy anh chị, mình nghĩ là một số mấy anh chị mình cũng có đem ra một vài cái ý tưởng đó, là
Té ra nó không phải giống như tôi nghĩ hồi xưa. Té ra không phải giống như là tôi nghĩ là tôi phải đi bán hàng, tôi phải có cái cửa tiệm lớn để tôi bày hàng ra đó. Tôi quảng cáo nó báo thằng mỏ, thằng bờm gì đó, tuần 2-3 lần. Nó không phải vậy mấy chị. Nha. Nó không phải vậy. Mà nó nằm ở nhiều người, mỗi người làm một vài chuyện đơn giản. Nếu mấy anh chị hiểu được cái nguyên tắc của network marketing, thì có thể mấy anh chị đã đi được nửa đoạn đường này. Nếu mấy anh chị hiểu được cái nguyên tắc của nó, mình tin chắc là mấy anh chị đã đi được nửa đoạn đường này. Nửa đoạn còn lại đó là cái action thôi, là những cái mà mấy anh chị bắt tay vào việc thôi. Nó không phức tạp mấy anh chị, để nó là nó đơn giản như đang giỡn này. Anh chị để ý mấy cái đó ha. Rồi bây giờ đó mình qua cái slide kế tiếp. Cái nghề của mình nữa mấy anh chị là sao chép sao cho nhanh, cho chuẩn, chứ không phải sáng tạo ra điều mới lạ. Mấy anh chị nghe câu này hơi lạ ha. Tại vì mình hay có khuynh hướng là mình chế đó mấy anh chị, mình chế ra kiểu này, mình chế ra kiểu kia, mình luôn luôn mình nghĩ ra những cái điều gì mà nó có vẻ nó mới lạ hay là chưa ai nghĩ ra đó. Nhưng mà thực tế ra người ta nói mấy anh chị, cái we are in the profession of duplication, not innovation. We are in the profession of duplication, not innovation. Innovation là cái job của, là cái business của Apple mấy anh chị. Mình không phải là Apple. Hồi nhỏ là mình đi học, mình copy thì bị thầy rồi la, rồi bị phạt, rồi bị zero, rồi bị bắt quỳ, rồi bị khẻ tay, khẻ chân. Về nhà bị cha mẹ đánh đòn lắm anh chị. Vì cái tật copy đó. Nhưng mà làm Nu Skin đó mấy anh chị. Mấy anh chị copy giỏi chừng nào đó thì mấy anh chị được điểm A nhiều chừng đó. Và mấy anh chị copy càng nhiều chừng nào, càng giỏi chừng nào đó, mấy anh chị càng làm ra nhiều tiền chừng đó. Thành ra cái này nó khác ở Việt Nam anh chị ha. Hồi mình nhỏ mình đi học nó khác. Thành ra đó, it's okay để phải copy người khác. Phải copy càng nhiều, càng nhanh, càng chuẩn chừng nào đó. Thì mấy anh chị càng thành công chừng đó. Tại vì cái đó là cái nghề của mình mấy anh chị. Nghề của mình là nghề sao chép. Sao cho nhanh, cho chuẩn mà gì, chuẩn đây có nghĩa là phải y chang, y chang sao y bản chánh đó, chứ không phải sáng tạo ra điều mới lạ. Thành ra mình hy vọng là một số mấy anh chị mà nghe tới đây đó, mấy anh chị đang suy nghĩ cái gì mới đó, mình đề nghị mấy anh chị nghe lại cái câu này. Thường đó, chắc cái câu này mình copy, mình bỏ cái miếng giấy này trong bóp đó mấy anh chị. Thành ra lâu lâu nếu mà có team member người ta gọi lại, người ta nói, à, anh Lên nè, em có một cái ý tưởng này rất hay. Thì mình nghĩ là Lành nhẹ nhàng rút cái tờ giấy này ra đưa cho người ta coi để cho nó khỏe, mình khỏi phải nói. Thành ra đó mấy anh chị cứ thấy ai mà cứ lâu lâu thỉnh thoảng gọi là mấy anh chị nói là người ta vừa mới nghĩ ra một cái gì đó mới lạ, chưa ai biết, chưa ai thấy, chưa ai làm. Thế thì mấy anh chị nhắc cho người ta thấy cái này, cái nghề của mình là duplication, mình được trả tiền mấy anh chị để duplicate, chứ không phải là để ngồi ra nghĩ ra chuyện mới anh chị ha. Nghề của mình là sao chép sao cho nhanh cho chuẩn, chứ không phải sáng tạo ra điều mới lạ. Và đây là cái kinh điển thứ ba của cái Bible, của MLM Bible. Và đây là những cái nó thuộc về kinh điển anh chị, nó thuộc về kinh điển này. Thành ra anh chị nên 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 để ý những cái điều này. Nghề của mình là sao chép sao cho nhanh cho chuẩn, chứ không phải sáng tạo ra điều mới lạ. Rồi mấy chị ha, để ý cái đó nha. Rồi giờ để mình qua cái mới. Thành ra đó, người ta nói là cái nhiệm vụ của người leader đó mấy chị là dùng những kỹ năng và khả năng của mình để giúp mọi người làm theo và làm đúng những bước đơn giản để có thể nhân rộng. Thành ra đó một số mấy chị nói, ô nếu vậy thì tôi leader là làm gì? Tôi leader bây giờ đó tôi phải đi học nói, học nghe, học ăn, học nói, học nghe. Tôi leader là tôi ảnh hưởng tới nhiều người khác. Tôi leader là tôi phải biết cách thuyết trình. Tôi leader là tôi phải gì vậy 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 đó, A, B, C, 1, 2, 3, 4 gì đó. Nhưng mà thực tế ra đó mấy anh chị, cái bottom line vẫn là nhiệm vụ của người leader đó là mình dùng hết những cái khả năng của mình và những kỹ năng gì đó mà mình có đó mấy anh chị. Nhưng mà không phải làm để hớp hồn người khác, không phải để chiêu mộ người khác, không phải để đi thuyết phục người khác, không phải để hù dọa người khác. Mà tất cả những cái kỹ năng của người leader đó mình dùng chuyện những cái đó để mà mình giúp mọi người làm theo và làm đúng những cái bước đơn giản nó nằm ở trong hệ thống đó mấy anh chị, để mà mình có thể nhân rộng thôi. Nên thành ra
mình đánh giá cũng giống như mình có thể nói là dùng cái chữ đánh giá thì nó đúng, mình đánh giá cái leadership, mình đánh giá cái người leader đó mấy anh chị, qua cái khả năng này thôi. Và nói như câu tiếng Mỹ đó, what leaders do in a profession is they apply all of their leadership to making sure that people follow a simple, duplicatable process. Thằng đó mấy anh chị thấy ha, leader đó ở trong cái nghề của mình đó mấy anh chị, là những người mà người ta apply cái những cái leadership đó để mà make sure đó là tất cả những người ở trong team của mình đó, người ta phải theo một cái system, một cái process nó rất đơn giản và nó có thể nó copy được mấy anh chị. Thành ra mình nói lại cái câu tiếng Việt đó. Nhiệm vụ của người leader là dùng những kỹ năng và khả năng của mình để giúp mọi người làm theo mấy anh chị ha, và làm đúng những cái bước đơn giản để có thể nhân rộng. Bây giờ những bước đơn giản này là gì đó, cái đó là nó nằm ở một cái chuyện khác. Tối hôm nay mình chỉ muốn nhấn mạnh lại một vài cái điểm này, đơn giản như đang dưỡng, đó là cái tựa của bài nói chuyện hôm nay đó, để cho mấy anh chị thấy là mình mong là mấy anh chị nghe những cái lời này đó, mấy anh chị lấy ra khỏi cái đầu mình, lấy ra khỏi cái suy nghĩ của mình. Cũng giống như một số mấy anh chị mà dùng computer đó, lâu 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 tuần lần đó mình phải defrag các mấy anh chị, chứ còn không thì cái hard drive của mình nó bị mấy cái bubble đó, nó làm cho cái computer của mình nó chậm quá anh chị ha. Thành ra mình phải defrag, thành ra mình phải defrag, tức là mình loại bỏ nó, mình ép lại, mình loại bỏ những cái râu ria đó, và cái tác dụng của cái bài tối nói chuyện hôm nay nó có cái mục đích như vậy. Mình mong là mấy chị lấy ra ngoài khỏi đầu mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tư duy của mình về những cái gì đó là mà nó không đúng với lại cái network marketing. Thành ra đây là một trong những cái ý. Ok mấy chị ha, bây giờ mình qua cái kế tiếp. Nên nói, cái người leader đó mấy anh chị, nên nói và nhắc nhở thường xuyên về sức mạnh của sự sao chép, chứ không phải sức mạnh của sao chiếu. Mình không biết cái chữ sao chiếu này, mình muốn dùng cái chữ này đó mấy anh chị, là tại vì cái nghĩa tiếng Anh á là nó như vậy nè. You talk about the power of duplication, not the power of influence. Thành ra mình mong là mấy anh chị hiểu cái này. Những cái người leader đó, mình hay nói về cái mình hay hay tìm cách mình chứng tỏ mình là một người leader lớn. Tôi là Blue Diamond, tôi là Team Elite, tôi là Ruby Executive, và mình influence người khác anh chị. Mình dùng cái khả năng của mình đó, mình influence người khác và mình nói người ta làm, mình nói người ta làm cái này, mình nói người ta làm cái kia. Nhưng mà thực tế đó anh chị, mình nên nói về cái sức mạnh của cái vấn đề sao chép. Mấy anh chị nghĩ trong một cái cụm từ, trong một cái cụm từ này mấy anh chị, sức mạnh của sự sao chép. Mấy anh chị nên nói về cái này, sức mạnh của sự sao chép. Đó là lý do tại sao mình đưa cái chương trình áo trắng đó mấy anh chị. Áo trắng đó là một sự sao chép. Áo trắng nó đơn giản đủ để mọi người có thể go after cái áo trắng đó. Và khi mà người ta go after cái white shirt đó mấy anh chị, cái đó nó tạo nên cái sức mạnh. Là tại vì cái sức mạnh ở chỗ là nếu mà mọi người đều 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 muốn đạt cái áo trắng và giúp mọi người ở dưới mình đạt cái áo trắng, mỗi khi mà mình đã đạt được có cái áo trắng rồi đó mấy anh chị, cái đó nó tạo nên một cái sức mạnh của sự sao chép anh chị ha. Chứ còn mình không có nói là title, mình có nghĩa mình nghĩ là trong tương lai đó mình bớt nói về Ruby, mình bớt nói về Blue Diamond, mình cứ nói về cái duplication, cứ nói về cái sự sao chép, sự sao chép, sự sao chép, sự sao chép anh chị, cái power of duplication đó. Chứ còn mình không có tự hào lắm là cái vai trò của mình là Blue Diamond hay là Team Elite hay là Ruby đâu. Mình nghĩ cái đó là cái của mình, who cares anh chị ha. Người ta chỉ care là làm sao anh có một cái system mà giúp mọi người thành công được, và cái đó nó nằm ở cái sức mạnh của sự sao chép, chứ không phải sức mạnh của sao chiếu anh chị. Thành ra cái này là một trong những cái ý mà để cho mấy anh chị thấy là cái powerful đó, cái điểm đúng đắn của cái system mà mình muốn giới thiệu mấy anh chị trong một vài tuần nữa đó. Và đặc biệt là trong một ngày 1 và 2 tháng 10 này nữa, một số mấy anh chị mà gặp nhau ở cái rally leadership retreat thì mình sẽ nói về cái system để mấy anh chị thấy được cái sức mạnh của cái sự sao chép nó nằm ở chỗ nào, và cái system nó how, làm thế nào để mình run cái system đó, và cái đó nó nằm ở chỗ này mấy anh chị. Thành ra mình viết luôn câu tiếng Việt và viết luôn câu tiếng Anh đó, để cho mấy anh chị thấy được cái power và mấy cái điều gì mà mình phải nên làm anh chị. Mình chỉ phải nói nhiều về cái power of duplication, chứ không phải cái power of influence. Mình gì ha? Power of influence là những người đi bán hàng, mình gì?
những người đi bán hàng, những người mà đi ra ngoài, người ta làm những ngành nghề khác nhau mà người ta phải bán để mà make a living. Chứ còn cái job của mấy anh em mình nó khác. Mình đi xây dựng hệ thống phân phối mấy anh chị. Mình đi xây dựng một mạng lưới của những nhiều người khách hàng trung thành với mình dùng ADR đấy. Cái đó nó cần cái sự duplication. Mấy anh chị cũng cần phải influence người ta nè. Ha. Và cái đó là cái ý của cái slide này. Ok, bây giờ đó, mình thêm một vài cái ý tưởng khác này để cho mấy anh chị có một vài cái nhìn cho nó đúng đắn đấy. Network marketing rất đơn giản nhưng mà nó không dễ mà gì, vì nó liên quan tới cái vấn đề cảm xúc. Mà anh chị biết đó là cái cảm xúc này mới khó mà anh chị. Lý do mà mình nói nó đơn giản nhưng không dễ là vì vì sao mà anh chị biết không? Cũng giống như khi mấy anh chị vào cũng vậy. Mình nhớ là ngày đầu, ngày thứ nhì, tuần đầu tuần thứ nhì đó, mình vào mình rất là excited, mình phấn chấn vì cái business, mình rất là exciting. Nhưng mà sau đó mấy anh chị, mình bắt đầu mình nói với bà con bạn bè và đặc biệt là nói chuyện với ông anh rể đó. Ông sẽ phán cho một vài câu. Rồi đó, mấy anh chị nghe bạn bè, thường là những người thân của mình mấy anh chị. Những cái đó nó somehow nó mình nghĩ là mình bị xúc phạm. Và cái đó là gì mấy anh chị? Cái đó là cái emotion, cái đó là cái vấn đề cảm xúc. Mấy anh chị thấy không? Cũng giống như khi mà đi mấy anh chị ra ngoài cũng vậy. Mình làm demo thì có người khen người chê. Người khen thì mình không nói gì, nếu mà người khác chê đó mấy chị, cái đó nó cũng tổn hại tới cái vấn đề cảm xúc của mình, nó làm tổn thương cái vấn đề cảm xúc. Rồi một ngày nào đó đó mấy chị có một cái giấc mơ nào đó, mấy chị có một cái ý định gì đó làm 5-7 ngàn mỗi tháng để có thể phụ chi tiêu ở trong gia đình, nhưng mà mấy chị làm loay hoay sau 3 tháng 6 tháng mấy chị không đạt được cái con số đó và mấy chị buồn. Buồn là gì mấy chị? Thất vọng là gì mấy chị? Cái đó là vấn đề cảm xúc. Thành ra mấy chị thấy không? Mấy chị đi làm cho người ta đó, đi làm hãng đó, đi làm công đó, thì nó không có vấn đề cảm xúc ở trong đó mấy chị. Nó có nhưng mà thực tế ra nó không nhiều đó. Tại vì mấy chị đi làm mà đúng thứ sáu hay là 15 tây hay là 30 tây, 31 tây đó, mấy chị lãnh cái check. Và cái đó nó làm cho mọi người cảm thấy yên tâm đó. Chứ không phải là lúc trồi lúc sụt giống như những cái nghề tự do đó. Và đặc biệt trong network marketing mấy chị, nó hoàn toàn là vấn đề cảm xúc thôi. Người ta nói network marketing is simple nhưng mà không không có easy because very emotional. Very very emotional mấy anh chị. Tất cả nó nằm ở cái vấn đề emotion thôi. Thành ra đó nó nói một cái câu đơn giản đó là we are in emotional business. It's not a logical business. It's highly emotional. Thành ra mình mong là mấy anh chị nhìn vào đây, đọc những hàng chữ này đó, và mình mong là mấy anh chị hiểu được cái bản chất của cái network marketing nó nằm ở chỗ nào mấy anh chị. Mình không thể nào mình đem cái so sánh, mình đem cái công ty ra so sánh với nhau mấy anh chị. Mình không thể nào đem Nu Skin Business ra so sánh với công ty ABC nào đó. Mình không muốn đem cái vấn đề sản phẩm ra mình so sánh mấy anh chị. Ha. Mình cũng không thể nào so sánh với ông Thi Mì Lít 20 năm hay là người nào đó mấy anh chị. Mỗi người là mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người là mỗi cái ước vọng khác nhau anh chị, và hoàn toàn không có ai giống ai hết. Thành ra mình không thể nào so sánh bằng lý trí được anh chị. Cũng giống như là người ta quyết định anh chị, người ta quyết định join business, người ta quyết định dùng cái sản phẩm anh chị, hoàn toàn nó nằm ở cái vấn đề cảm xúc, hoàn toàn nó là emotion, nó là emotional anh chị. Người ta chỉ dùng cái mind, cái logical đó để mà người ta justify cái chuyện mà người ta mua. Mấy chị mua xe là hoàn toàn vấn đề cảm xúc anh chị. Không ai mua xe dở lên coi thử xe này mấy máy, chạy mấy thì, máy làm ở Đức hay máy làm ở Hàn Quốc nữa. Mà người ta chỉ có emotional là tại vì cái xe này nó đẹp quá. Cái xe này mình ngồi lên nó, mình nghe cái mùi da của nó, mình thích quá. Cái xe này nó làm nó tự nhiên mình ao ước lâu nay được đi một chiếc xe mới anh chị. Hoàn toàn nó nằm về vấn đề cảm xúc. Network marketing cũng tương tự như vậy mấy anh chị. Thành ra cũng giống như mấy ngày hôm nay đó, mấy anh chị thấy là Thùy Trinh nó đang cố gắng giải thích về cái vấn đề A-slot, đang cố gắng giải thích về nó đâu có phải là logical ở trong đó mấy anh chị. Mình nói gì thì nói, những cái bằng chứng mà đưa ra đó hay là những cái ví dụ đưa ra đó nó nhằm vào cái vấn đề emotion chứ không phải là vấn đề logical. Cái business mình cũng tương tự như vậy mấy anh chị. Mình build cái business mấy anh chị, nói chuyện với khách hàng, nói chuyện với prospect, mình đang sponsoring ai đó, mình đang nurturing, mình đang nuôi dưỡng một cái người team member vừa mới gia nhập, hoàn toàn nó nằm vào vấn đề emotion mấy anh chị ha.
Và cái đó là cái điều mà thường nó mấy chị phụ nữ người ta giỏi mấy cái này lắm. Mấy ông đàn ông đó, mình thường thường mình dùng cái, mình là người ta kêu là left brainer đó, mình thuận tay phải đó, thì mình dùng cái nửa bán cầu mình não bên tay trái mấy anh chị. Đó là cái logical, đó là cái vấn đề lý trí. Và thường đó mình để nhẹ tới cái vấn đề cảm xúc. Thành ra đó là một trong những cái lý do để mình cho mấy anh chị biết là những người thành công trong business này đó là những người biết kiềm chế và kiểm soát cái cảm xúc. Vì một khi mấy anh chị biết được đó, cái cách để kiềm chế và kiểm soát cảm xúc đó, thì cái tương lai của mấy anh chị nghĩa là nó không có giới hạn mấy anh chị. Cái tiềm năng của cái business này nó không có giới hạn. Mấy anh chị sẽ đi rất xa, mấy anh chị sẽ làm rất nhiều tiền, mấy anh chị sẽ có một cái sự thành công rất lớn, mấy anh chị sẽ có một cái team vài trăm ngàn người mấy anh chị. Nếu mấy anh chị kiểm soát được và biết kiềm chế cái cảm xúc của mình, và chỉ người khác cũng làm tương tự như vậy mấy anh chị. Thành ra cái đó là một trong những cái ý đó để mà cho mấy anh chị thấy là cái business này nó không khó đâu, nó không khó mấy anh chị. Nhưng mà ngược lại cái khó nhất nó nằm ở vấn đề cảm xúc nếu mình không biết kiềm chế nó. Thành ra ai có nói gì thì nói mấy anh chị ha, mình không kiểm soát được cái suy nghĩ của người khác. Cái mà mình có thể kiểm soát được đó là cái phản ứng của mình đối với cái lời mà người ta nói thôi. Người ta có thể nói nặng nhưng mà mình không giận mấy anh chị. Cái đó là cái cách để mà mình kiềm chế và mình kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thành ra mấy anh chị thấy cái chuyện mà người ta khen hay thì người ta chê nó giống như một cái cô tiếp viên ở trên máy bay thôi. Cô mời coffee or tea. Đó, thì mình muốn chọn cái gì mà mình chọn. Chẳng lẽ người ta nói coffee or tea, cái mình nói no, I want water, cái tự nhiên bà nó bả nổi lên bả khóc ré lên. Tại vì bả buồn quá, bả có cà phê với trà mà tại sao ông này là muốn uống 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 nước lạnh. Nó thành ra cái vấn đề đó nó cũng giống như mình đi ra ngoài mình nói business. Có nhiều khi đó mấy anh chị too emotion trong cái business của mình nghĩ là cái mình muốn thì mọi người đều muốn mấy anh chị, và khi người ta từ chối đó thì mình cảm thấy mình bị tổn thương. Và cái vấn đề ở chỗ là mình không biết kiềm chế và mình kiểm soát nó. Và mấy anh chị, cái đó nó đưa tới cái sự thất vọng và rất nhiều người bỏ cuộc ở trong cái business này mấy anh chị, là tại vì người ta không kiềm chế và kiểm soát được cái cảm xúc của chính cá nhân mình thôi. Thành ra đó, nếu mà nói về một cái yếu tố mà giúp cho mấy anh chị thành công, mấy anh chị kiểm soát cái này. Mình biết là trong team mình nó có trường hợp ví dụ như Kiệt chẳng hạn, là một người mà kiềm chế và kiểm soát cái cảm xúc có thể nói giỏi hơn bất cứ ai. Lần cũng là một trường hợp anh chị ha, Tony Tạ cũng là một trường hợp. Một số mấy anh chị làm lâu trong ngành này, mình nghĩ là cho tới giờ phút này nếu một số mấy anh chị đã đạt được một cái thành công cố định nào đó là những người rất giỏi về vấn đề kiềm chế và kiểm soát cái cảm xúc của chính mình. Nó đơn giản gì có vậy không này, nó đơn giản như đang giỡn chứ không nằm ở cái yếu tố là mấy anh chị phải giỏi về về sản phẩm, mấy anh chị phải bán giỏi hay là gì mấy anh chị ha. Nằm ở một vài cái yếu tố rất đơn giản mấy anh chị, đơn giản như đang giỡn. Thành ra đó mình có một vài cái website đó, tối hôm nay thì mình cũng muốn cái bài nói chuyện nó ngắn thôi, vì mình đang nói tới sự đơn giản mà. Mình không muốn râu ria, mình cũng không có muốn nhiều graphic, mình không có muốn màu mè ở trong này. Mình chỉ muốn mấy anh chị đó là làm sao đơn giản để cái hệ thống của mình đó, nó có thể nó duplicate được mấy anh chị. Thành ra mình đề nghị với mấy anh chị đó, đây là những cái website. Để mình là lấy một cái ví dụ nha, tại sao mình đưa cái website này ra để cho mấy anh chị thấy nè. Mình có một anh bạn anh vừa mới join đó, thì anh nói là bây giờ đó làm sao mà để approach mọi người. Anh có cái website nào không? Làm sao tôi phải nói chuyện với người này, tôi phải nói chuyện với người kia, lỡ người ta hỏi tôi không biết thì sao. Thành ra đó anh bạn của mình đó, anh bỏ khá nhiều thì giờ anh muốn đọc đủ mọi thứ mấy anh chị. Nhưng mà càng đọc á thì cái ảnh lại bị càng bị rối, là tại vì nổi cái trang đi Nguyễn Đá com 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 đó, là anh mất cái cũng phải 3 ngày 4 đêm trằn trọc, là tại vì quá nhiều information. Anh thành ra cái câu trả lời của mình thì nó đơn giản lắm anh chị, là nếu ai hỏi câu gì đó đó, mình đề nghị mấy anh chị chỉ vào trong cái website đó. Để mình lấy một cái ví dụ thôi, ví dụ như cái trang khi mà ai nói cái gì đó mình đề nghị mấy anh chị chỉ vào cái website nha. Và tại vì cái đó nó nói lên cái vấn đề duplication. Mấy anh chị đó mình sẽ giới thiệu với mấy anh chị tuần tới đó một cái system gọi là chỉ và dẫn đó, mấy anh chị chỉ chỉ thôi nha. Nếu mấy anh chị còn mấy cái ngón tay nhúc nhích, mấy cái ngón tay đó mấy anh chị cần chỉ cái ngón trỏ ra thôi.
và mình chỉ vào cái website giống như ông Nathan Rick này, ông đang chỉ ngón tay lên trời vậy đó. Để cho mấy anh chị thấy là nếu đây là một cái website mà mình nghĩ nếu mà có người Mỹ đó mấy anh chị, hoặc là những người mà không nói được tiếng Việt đó, những người mà đọc tiếng Anh được đó, và ngay cả những người Việt mà ở Mỹ lâu ngày cũng vậy, mình đề nghị đây là cái website mà mấy anh chị nên chỉ người ta vào đây. Là tại vì nếu mà chỉ nó mấy anh chị, ai cũng có thể làm được, anh chị thấy không? Cũng giống như trong này người ta sẽ có nhiều cái website nói về nhiều cái khía cạnh khác nhau mấy anh chị. Why New Skin? À, mình rất thích cái bài presentation này của Nathan Rick. Thường đó mình chấm dứt những cái bài presentation đó bằng cái Why New Skin này. À, hay là hỏi về cái compensation mấy anh chị. Mấy anh chị click vào đây. Ha. Một số mấy anh chị mà không biết là cái link nó nằm ở chỗ nào đó, mình đề nghị mấy anh chị xỉa cái ngón tay rõ vào đây nè. Mấy anh chị right click đó là bấm cái bên tay phải của cái con chuột đó. Xong mấy anh chị có thể nói là copy cái link hay là copy link location. Cái này là cái Mac á mấy anh chị. Mac thì nó nói là copy link location, hay là cái mấy anh chị dùng cái IBM hay là cái Dell hay là cái computer gì đó đó thì nó có những cái chữ khác nhau. Nhưng mà đại ý là mấy anh chị có thể copy cái link của cái video này. Đây có rất nhiều video ở trong này mấy anh chị. Mấy anh chị muốn có approach những người bác sĩ, nha sĩ, mấy anh chị nên đưa người ta cái trang của Dr. Oz, rồi một vài cái information khác, testimonial mấy anh chị. Nếu mà mấy anh chị muốn có cái gì đó để củng cố lại cái niềm tin đó, từ những người mà người ta đã dùng cái product này rồi đó, thì mấy anh chị vào cái testimonial, mấy anh chị là mấy anh chị copy cái link ở đây này thôi. Mấy anh chị thấy ở trên đầu này là gì, mấy anh chị copy cái link này và gửi cho người khác. Hay là nói về distributor là những người thành công rồi đó mấy anh chị, thì có rất nhiều information nó nằm ở trong cái trang này. Và mình đề nghị mấy anh chị nên tận dụng cái trang mà nó gọi là nsinsider.com đó. Vì hầu như mấy anh chị không cần phải nói nhiều mấy anh chị. Mình đề nghị mấy anh chị không nên nói, thì mấy anh chị nói cũng ai tin. Vì mấy anh chị biết, người ta biết mấy anh chị mới đó, mấy anh chị nên dùng những cái website để mà có thể mọi người duplicate được mấy anh chị ha. Cho nó đơn giản. Cái trang thứ gì đó là cái trang dinguyen.com anh chị. Mình phải nói là đây là một cái trang mà nó càng ngày nó càng có nhiều information á. Thành ra mình cố gắng làm sao cho nó đơn giản để mấy anh chị có thể nói là mình có thể chỉ cho người ta một cách dễ dàng đó. Thì nó nằm ở phần đầu mấy anh chị. Ở trên này nó có cái online library. Mấy anh chị vào cái trang này đó để biết rõ là hoặc là mấy anh chị vào cái trang dinguyen.info đó. I-N-F-O-I-N-F-O đó. Ha. Info. Hoặc là mấy anh chị bấm click vào cái online library. Mình có One Team Global là cái trang tiếng Anh. Chi tiết về cuốn catalog mấy anh chị. Nếu mà mấy anh chị click vào cái chi tiết về cuốn catalog nè, thì mình có thâu hết những cái conference call, những cái webinar mà nói về cái cuốn catalog từng trang mấy anh chị, đi từng cái sản phẩm. Mình đã làm kỳ công với chị Hồng Châu, rồi chị Văn Lan, rồi chị Minh Hiệp, rồi chị Hà. Trong suốt bao nhiêu tháng đó mấy anh chị, để mà mình hoàn thành cái trang này. Thành ra đây là một trong những cái trang mà mình nghĩ là mấy anh chị xuống đây cũng giống như kỳ vừa rồi có những cái bài nói chuyện mới gần đây của Thùy Trinh cũng nằm ở trong này. Tất cả những cái trang về product, ngay cả cái cuốn catalog bằng tiếng Việt nó cũng nằm đấy mấy anh chị, hay là bằng tiếng Anh đó mấy anh chị thấy. Nếu mà nói về sản phẩm nó nằm hết ở đây, chi tiết về cái cuốn catalog. Những cái người mới vào đó mấy anh chị, mấy anh chị đâu có cần phải là mình biết gì đâu. Mấy anh chị cứ nói người ta vào cái trang Getting Started. Người ta hỏi tại sao anh không chỉ tôi. Thì mấy anh chị biết, mấy anh chị nói nè. Tôi muốn anh vào cái trang này đó. Anh tự quay lấy đó. Để mà sau này anh cũng có thể làm tương tự là với người khác. Và khi mà anh quay trong đó đó, thì mình sẽ hướng dẫn anh quay cái nào, thấy không? Mình có cái A filter đó để giúp mấy anh chị đi qua. Cái đó là mình nói về cái system, mình sẽ nói một cái bữa khác. Tối hôm nay đó mình đang nói về cái đề tài là đơn giản như đang dưỡng, để cho mấy anh chị thấy là nếu mấy anh chị biết rành rọt về những cái website này đó và mấy anh chị biết cách để chỉ người ta vào đây đó mấy anh chị, thì đây là một phần trong cái system đơn giản của mình. Vì nếu mà chỉ thì mọi người đều chỉ được mấy anh chị, chỉ có một cái là mình nói không được thôi, mà không phải ai cũng nói được. Thành ra đây là những cái nơi để mà mình chỉ người ta vào đây và người ta tự tìm hiểu lấy mấy anh chị. Chứ còn nếu mà bây giờ không có người nói tôi chưa bao giờ dùng computer, tôi mở cái máy computer lên tôi sợ nó nổ lắm á, thì chắc mình nghĩ là mấy anh chị cũng nên không nên chọn những người đó vào cái hệ thống của mình. Có thể là người đó trở thành khách hàng thôi mấy anh chị.
Tại vì nếu mà người ta không rành về computer hay là không có internet, chưa bao giờ có email, và mấy anh chị đó thì mình nghĩ là nếu mà mấy anh chị sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Thành ra mình muốn mấy anh chị nên tập trung vào những người mà tương đối người ta hiểu biết. Thậm chí dạo gần sau này đó mình hầu như có thể nói bắt buộc lắm anh chị, người ta phải có Facebook account. Là tại vì mình đang tiến với một cái tốc độ quá nhanh, mà những cái tin tức cập nhật mỗi mỗi phút mỗi giờ đó anh chị, mình cần mấy anh chị phải theo dõi thường xuyên đó. Nếu không theo dõi được từ computer đó thì forward về cái email đó, và trong những cái điện thoại hay là cellular phone, cái mấy cái smartphone đó, người ta có thể có được những cái feature mà mấy anh chị theo dõi những cái tin tức đó bình thường ha. Mấy anh chị phải theo dõi rất nhanh. Bây giờ đó mình có người ở những cái nước quốc gia khác anh chị, ban đêm của mình là ban ngày của người ta, ban đêm của người ta là ban ngày của mình, thành ra những cái giờ giấc đó mấy anh chị, đặc biệt là mình đang chuẩn bị cho cái năm 2012 là cái năm quyết liệt, thành ra đó mấy anh chị nên 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 lựa chọn những người nào mà ít nhất người ta biết về technology này. Thành ra ở đây đó thì nó có nhiều cái để mình bắt đầu khởi nghiệp đó mấy anh chị. Trong đó có một cái phần là những câu hỏi thường gặp, có thể nói là một trong những cái tất cả những cái website, đây là cái website quan trọng nha. Mình cũng đang là còn làm việc ở trên, chưa có hoàn tất cái trang này nè. Nhưng mà đây là cái trang mà mấy anh chị phải chỉ người ta vào đây. Vì đây là một cái trang đơn giản nhất để mà trả lời tất cả những cái câu hỏi mấy anh chị. Nhiều người hỏi tới giờ này vẫn còn hỏi mình là em muốn order cái business card làm sao? Thì mình nói vào cái trang những câu hỏi thường gặp. Ha. Chắc mình là vài bữa nữa mình lấy cái câu đơn giản như đan dưỡng.com đó. Để mà mình nói, nếu mà ai hỏi câu gì đó mình nói là đơn giản như đan dưỡng.com, để vào đó người ta vô ngay cái trang này tìm cho nó dễ, cho nó đơn giản một chút. Thành ra tất cả những câu hỏi gì liên quan tới business, tới compensation, tới product, tới commission, tới mọi thứ trên đời đó mấy anh chị, mình muốn nó nằm hết ở đây. Mình muốn mấy anh chị có thể đóng góp thêm một vài cái câu hỏi gì mà mấy anh chị nghĩ là nó chưa có đấy, mình sẽ bỏ hết vào đây mấy anh chị. Chính cái trang này nó làm business của mấy anh em mình nó đơn giản hẳn rồi. Vì mình đang approach những người Việt Nam đó mấy anh chị, ngoại trừ người Mỹ ra thì mình không nói ha. Nhưng mình đang nói về trong cái cộng đồng người Việt Nam đó. Nếu mọi người, những người có tiệm nail mấy anh chị ha. Ôi, cái câu hỏi ở đây nó nằm hết ở đây mấy anh chị. Quá trời trời luôn. Và đây là những cái trang đó để cho những cái câu hỏi này nó đều có câu trả lời mấy anh chị. Và có thể nói đây là cái điểm rất độc đáo. Đây là cái sức mạnh của team mình. Đây là cái vốn liếng của mình biết bao nhiêu năm tháng mấy anh chị, và cái đây là cái công sức của rất nhiều người nằm ở trong này, và mình nghĩ là một số mấy anh em mình vẫn chưa sử dụng cái này, vẫn cố gắng trả lời bằng miệng mấy anh chị. Và mấy anh chị biết là nó xảy ra cái tình trạng tam sao thất bổ anh chị ha. Mình muốn mấy anh chị đó là sử dụng rất nhiều những cái trang như vậy đó để cho thấy là có cái system của mình nó đơn giản đủ để mọi người có thể làm được. Nếu mà người ta nói ô tôi không làm được cái này, biết tôi không nghĩ là tôi làm được, tôi không có nói giỏi, tôi giờ lớn tuổi quá, tôi trẻ tuổi quá đó, thì mấy anh chị biết hay là mình có cái system nó gọi là chỉ với dẫn thôi. Mình chỉ vào website, mình dẫn người ta đi TU, mình dẫn người ta đi convention, mình dẫn người ta đi dự những cái meeting, mình dẫn người ta vào những cái conference call mấy anh chị, và mình chỉ người ta vào mấy website. Cái system mình chỉ có chừng đó thôi, chỉ có hai chữ đơn giản thôi, chỉ và dẫn. Và cái đó là cái mà mình mong là cái cộng đồng người Việt mình sau này đó, người ta sẽ tham gia vào cái team Nu Việt rất đông đó. Là tại vì mình ngoài cái chuyện công ty lớn sản phẩm hay đó mấy anh chị, cái quan trọng nhất để một người có thể thành công được đó là cái hệ thống, đó là cái phương pháp làm việc, đó là cái phương cách làm việc, đó là cái sự hỗ trợ của cái team Nu Việt đó mấy anh chị, đó là cái tinh thần đồng đội, đó là cái văn hóa của những người Việt Nam đó. Mình nghĩ chính cái đó nó tạo nên cái sự thành công. Chứ còn cái công ty lớn sản phẩm hay đó mấy anh chị, nó vẫn không đủ. Bằng chứng là cả ngàn công ty ở ngoài đó, nhưng mà cái số lượng người Việt mình tham gia rất ít. Số lượng người Việt mình thành công đếm được trên đầu ngón tay mấy anh chị. Và mình hy vọng là Nu Skin đó, nó sẽ trở thành một cái nơi tụ hội của những tài năng Việt. Qua cái vấn đề hỗ trợ, qua cái văn hóa của người Việt với nhau. Và chắc chắn nơi đây đó, nó là một cái sân chơi cho những người Việt mà tài giỏi mấy anh chị. Những người bình thường người ta có một cái ước vọng phi thường đó, người ta mong là có một cái cơ hội đó để khẳng định lại chính bản thân mình, và qua đó là mình thực hiện được cái giấc mơ của mình. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị.
Chúc mấy anh chị ngủ ngon và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai.